Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi sáng của BWN TV 57.3. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày 10 tháng 2 năm 2012. Thanh Thanh cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là phần tin thế giới với những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được trong ngày. Bộ trưởng Ngoại giao Clinton chào đón phái đoàn Ý Đại Lợi tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tin từ Washington. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là bà Hillary Clinton chào đón phái đoàn Ngoại giao Ý Đại Lợi nhân chuyến công du viếng thăm quốc gia Hoa Kỳ vào ngày hôm nay do Bộ trưởng Ý là ông Giulio Tesi cầm đầu phái đoàn. Trong chương trình ngoại giao, ông Tesi sẽ có buổi gặp gỡ Tổng thống Obama tại văn phòng làm việc của Tổng thống. Washington đánh giá cao khả năng làm việc của ông Tesi. Hoa Kỳ và Ý Đại Lợi đã có truyền thống và lịch sử quan hệ ngoại giao lâu năm. Ý là một trong những đồng minh quan trọng đối với quốc gia Hoa Kỳ tại châu Âu. Trong quá khứ, quốc gia Ý Đại Lợi đều sát cánh với Hoa Kỳ, giải quyết nhiều vấn đề trên thế giới. Tình trạng khủng hoảng kinh tế tại châu Âu, nhất là các quốc gia trực thuộc đồng tự trị Euro, trong đó Ý Đại Lợi là một thành viên, cũng ảnh hưởng nặng nề bởi các nợ nần chồng chất. Cuộc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng không ngoài dự kiến các chương trình thảo luận sẽ liên quan trực tiếp đến nền kinh tế châu Âu nói chung và Ý Đại Lợi nói riêng. Thêm vào đó thì tình hình chính trị tại Afghanistan và tình hình bạo động mức an ninh tại quốc gia Syria cũng sẽ được đề cập tới. Bà Clinton chia sẻ, quốc gia Ý Đại Lợi phải đối diện nhiều thách thức trong thời gian tới. Quốc gia Hoa Kỳ tin tưởng rằng Ý sẽ vượt qua mọi khó khăn. Hoa Kỳ hân hoan chào đón sự hiện diện của phái đoàn ngoại giao Ý Đại Lợi tại Washington. Bộ trưởng Ngoại giao Ý, ông Tesi, trong lời chia sẻ ngắn gọn là cảm ơn tới sự đón tiếp phái đoàn tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tình hình thế giới hiện nay tại châu Âu, Trung Đông liên quan tới kinh tế và an ninh khu vực sẽ được đề cập tới trong các buổi hội thảo với Hoa Kỳ. Đặc biệt hơn cả là hai hồ sơ nóng bỏng nhất, đó là Iran và Syria. Hy vọng quốc gia Ý và Hoa Kỳ sẽ có những đồng thuận giải quyết chung trước các biến động trên thế giới. Ông Tesi cũng không quên đề cập đến các chương trình cải tổ kinh tế quốc gia, mong muốn rằng tìm được sự hậu thuẫn tài chính từ phía Hoa Kỳ. Tổng công đoàn kêu gọi biểu tình toàn quốc gia Hy Lạp trong vòng 48 giờ sắp tới, tin từ Hy Lạp. Hàng ngàn công dân Hy Lạp đồng loạt xuống đường biểu tình tại thủ đô Hy Lạp vào hôm thứ Năm ngày 9 tháng 2 nhằm để tẩy chay các chương trình thắt lưng buộc bụng từ các chức sắc chính trị tại Quốc hội Hy Lạp nhằm để thỏa mãn các điều kiện từ công ty vay mượn tín dụng tư nhân và Ngân hàng Tiền tệ Âu Châu IMF. Công đoàn đoàn kết cánh hữu đã vẫy ngọn cờ công đoàn với dòng chữ trên biểu ngữ không chấp nhận IMF, không chấp nhận Liên hiệp châu Âu, Hy Lạp tự giải quyết vấn đề của Hy Lạp. Chương trình viện trợ tài chính lần thứ hai nhằm cứu vãn nền kinh tế Hy Lạp đang trên bờ vực của sự phá sản. Với ngân khoản vay mượn khổng lồ lên tới 130 tỷ euro, cơ quan tín dụng Liên Âu EU và cơ quan quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã gia tăng nhiều điều khoản khắt khe, ép buộc Hy Lạp và Quốc hội phải chấp thuận chương trình cắt giảm sâu rộng. Đại diện công đoàn ADD, ông Grigoris Komomiris, nói rằng, bất cứ người công nhân Hy Lạp nào cũng phải mạnh dạn đứng lên để bày tỏ tiếng nói của mình để bảo vệ quyền lợi của một người công nhân và đã bị cắt giảm từ các chương trình cải tổ. Ông Kolomiris nói thêm, dân chúng sẽ chống lại tới cùng các đạo luật kinh tế mới, sắp được ban hành vì các đạo luật và điều kiện khắt khe đã giết hại nền kinh tế Hy Lạp vốn dĩ rất tốt đẹp trong 10 năm qua. Dân chúng Hy Lạp sẽ không để tương lai bị cướp đi, thế hệ trẻ khi lớn lên sẽ không có việc làm. Ông Kolomiris kêu gọi toàn dân hãy xuống đường biểu tình trong vòng 48 giờ đồng hồ để chống lại chương trình cải tổ kinh tế từ chính phủ. Tổng công đoàn Hy Lạp GSEE và ADD sẽ đại diện hơn 2.5 triệu công nhân kêu gọi tổng xuống đường toàn quốc. Khu vực xung quanh Quốc hội Hy Lạp, nơi tổ chức các chương trình thương lượng và ký kết các hợp đồng vay mượn, sẽ được là nơi tập trung xuống đường để biểu tình. Các điều khoản khắt khe thắt lưng buộc bụng, bao gồm gia tăng đánh thuế lợi tức cá nhân, giảm quỹ phúc lợi xã hội, cắt giảm quy chế lương và hưu bổng, tạo lên làn sóng phẫn nộ từ dân chúng Hy Lạp. Chính phủ Hy Lạp đang ở trong giai đoạn cuối hợp đồng vay mượn và các kỹ nghệ sản xuất Hy Lạp vào đầu năm đã giảm 11.3% lượng sản xuất. Đây là dấu hiệu không mấy khả quan cho nền kinh tế Hy Lạp nếu chính phủ còn kéo dài và không dứt khoát trong chương trình vay mượn từ IMF và EU. Tổng giám đốc Costa viếng thăm khu vực đắm tàu Costa Concordia tin từ Giglio. Tổng giám đốc công ty du lịch Costa Cruises, ông Pierre-Louis Frocci,
viếng thăm khu vực đảo Giglio, nơi chiếc du thuyền Costa Concordia đụng phải đá ngầm vào tháng trước và bị lật nghiêng. Ông Fauci gặp gỡ dân chúng địa phương và chia sẻ nỗi mất mát tới các gia đình có thân nhân bị tử vong trong cuộc tai nạn trong ngành du lịch Ý. Khu vực đảo Giglio có nguồn lợi tức đều dựa trên những chương trình du lịch quốc gia. Chiếc tàu 114.000 tấn Costa Concordia đã bị lật nghiêng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt của người dân và đe dọa môi trường thiên nhiên, vốn là nơi cư trú của giống rùa biển, cá heo và nhái cá. Ông Fauci chia sẻ rằng, Tổng công ty du lịch Costa Cruises đang duyệt xét và sẽ chấp nhận chương trình sửa chữa, phục hồi chiếc du thuyền Costa Concordia. Hiện tại rất nhiều hợp đồng từ các công ty ngoại quốc và tại Ý đại lợi với các chương trình soạn thảo chi tiết về ngày tháng và thời gian hoàn tất công việc phục hồi. Công ty Costa Cruises sẽ quyết định công ty nào sẽ trúng hợp đồng vào ngày 3 tháng 3 sắp tới. Ông Fauci nhấn mạnh, điều quan trọng hiện nay và cần thiết là phải nhanh chóng mang chiếc du thuyền bị hư hỏng ra khỏi khu vực quần đảo Giglio để tránh khu vực thiên nhiên bị nhiễm môi trường từ con tàu Costa Concordia. Mặc dù bản thân ông Fauci tin rằng sẽ không ảnh hưởng môi trường trầm trọng sau sự việc đáng tiếc xảy ra trên, vì vậy thì việc cấp thiết di chuyển chiếc du thuyền về phân xưởng sửa chữa là điều cần thiết và cấp bách. Báo cáo sau cùng với danh sách chính thức là 17 du khách du lịch bị tử vong và 15 hành khách khác vẫn trong bản báo cáo là bị mất tích. Ông Fauci bày tỏ sự việc đáng tiếc xảy ra và đây cũng là nỗi đau lòng lớn nhất trong cuộc đời của ông Fauci sau cái chết của người mẹ. Thủ tướng Monti nhận định tình hình kinh tế Euro tại hội trường Đại học Peterson, tin từ Hoa Kỳ. Thủ tướng Ý đại lợi Mario Monti đã phản bác nguồn tin cho rằng quốc gia Hy Lạp đang trong khủng hoảng ngân sách để giải quyết nợ nần sẽ không làm đồng tiền ngoại tệ Euro yếu dần và ép buộc công ty Quỹ tiền tệ thế giới IMF phải hứng chịu các khoản tiền vay nợ và tháo khoán ngân khoản vay mượn tới quốc gia Hy Lạp để tránh một trái bom kinh tế nổ chậm. Tại Hội trường Kinh tế và Đối ngoại Peterson, ông Monti chia sẻ tới các tham dự viên rằng đồng tiền Euro hiện nay vẫn giữ nguyên giá trị của hiện thành và ổn định kể từ khi Âu Châu nhảy vào cuộc vào cuối năm 2010. Ông Monti nói, tất cả mọi người trên thế giới, tất cả mọi người tại Hoa Kỳ và ngay tại hội trường đều nghĩ rằng khu vực tự trị đồng Euro đang trong sự khủng hoảng về tài chính. Nhưng trên thực tế, tất cả quốc gia trong khu vực đồng Euro và quốc gia Ý đại lợi nói riêng đều không nghĩ như vậy. Euro sẽ tiếp tục giữ vững giá trị của đồng hối đoái và đồng Euro hiện nay đã ổn định trên thị trường trao đổi mậu dịch thế giới. Chu kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới trong 2 năm vừa qua đã không ảnh hưởng và giảm giá trị của đồng Euro. Thủ tướng Monti đặc biệt nhấn mạnh, trường hợp quốc gia Hy Lạp chỉ là một phần nhỏ trong tiến trình cải tổ kinh tế và ngân sách hàng loạt các quốc gia trong khu vực tự trị đồng Euro và một điều chắc chắn là sẽ không có một sự bùng nổ phá sản kinh tế nào cho bất cứ quốc gia trực thuộc quản lý của đồng Euro. Tất cả những nguồn tin và nhận định về khủng hoảng kinh tế tại châu Âu dường như có vẻ không thực tế. Bằng chứng mới nhất là quốc gia Hy Lạp trong nay mai, quốc hội sẽ đồng nhất và thông qua chương trình vay mượn từ cơ quan IMF và EU. Một tù nhân Palestine tuyệt thực để phản đối chính phủ Do Thái, tin từ Do Thái. Tòa án quân sự Do Thái đang xét xử một tù nhân Palestine phản đối và đã tuyệt thực trong 55 ngày qua. Tội phạm 33 tuổi, anh Kader Annan tuyệt thực không cho bác sĩ chữa chạy để phản đối vì không được đem ra xét xử bởi cơ quan chức năng Do Thái. Annan đã từng là thành viên trong lực lượng vũ trang Hồi giáo Jihad và kể từ giữa tháng 12 bị bắt tại West Bank cho đến nay. Anh Annan trong nhà tù chỉ uống nước và từ chối các bữa ăn. Hiện nay đang bị giam giữ và chữa trị tại bệnh viện dành cho tù nhân tại Do Thái. Annan tiếp tục la hét, kêu gọi cầu cứu tới các phóng viên đang hiện diện tại bệnh viện. Bác sĩ Oscar Embon đang chăm sóc sức khỏe cho tù nhân nói rằng hiện tại tánh mạng của bệnh nhân chưa đến nỗi bị nguy hiểm. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, chỉ uống nước, từ chối các thức ăn hoặc thức ăn lỏng, thì một điều chắc chắn là tánh mạng sẽ bị nguy hiểm vì bị mất sức. Hiện nay, anh Adnan chỉ còn cân nặng 33 kg, thân thể chỉ còn da bọc xương và đặt trong tình trạng quan sát và chăm sóc đặc biệt. Cơ quan chức năng Palestine cảnh báo nếu Adnan có mệnh hệ nào thì Do Thái phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước các cuộc biểu tình từ người dân Palestine tại dải Gaza và Tây Ngạn.
trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại với vợ Adnan là Randa. Randa đã phủ nhận tất cả các thông tin đăng tải trên tạp chí vì cho rằng đã chụp mũ và cho rằng anh Adnan là thủ lãnh của lực lượng vũ trang Hồi giáo Jihad. Chính lực lượng này đã liên tục tấn công quân sự vào khu vực xây cất Do Thái. Randa tố cáo chính phủ Do Thái đánh đập và tra tấn Adnan trong suốt thời gian cầm tù. Luật sư bào chữa Joel Bulos trả lời tới hãng thông tấn Reuters rằng hiện giờ anh Khader Adnan chưa bị xét xử với tội danh nào cả vì chính phủ không có bằng chứng, không tra tấn và chỉ biệt giam trong một nơi cô lập. Adnan chỉ còn con đường tuyệt thực và không có ai có thể bắt Adnan ngưng tuyệt thực để phản đối. Nhân viên chức năng cai quản nhà tù Do Thái nói rằng tội phạm Adnan được cư xử đúng theo pháp luật và các quy định hiện hành của quốc tế. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin buổi sáng của BWN TV 57.3. Quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.